Xin kính chào cô chú và anh chị. Thì cái lò vi sóng này là của khách hàng ở Gò Vấp ha, ship hàng tới nhà mình sửa, thì cái phí ship là 33k, mình bao ship cho khách hàng luôn ha. Thì mình book cái app là Ahamove lên CS Play hoặc là Google Play tùy theo điện thoại đó, download cái app này về mình ship hàng. Cái lò này lò vi sóng sáp cơ R22 không nóng, thì qua video clip mình sửa cái lỗi không nóng ok rồi ha. Thì qua đây mình hướng dẫn sử dụng cho khách luôn. Thì cái lò vi sóng này bây giờ trước tiên khi sử dụng thì nó có trên cái bàn phím này, nó là bàn phím cơ rất dễ sử dụng. Thì trên đây á, là nó chọn cái công suất, nó cái công suất như là công suất khi sử dụng vi sóng, thì từ cái mức thấp cho đến mức cao nó ghi tiếng Việt hết đó. Thì cô chú chỉ quan tâm tiếng Việt thôi, đã có tiếng Việt sẵn rồi. Nó mức này mức thấp nhất cho mức cao nhất, thì về khi mà sử dụng cái mức thấp nhất thì cô chú nhấn nút thấp này đó, bên phải bên bên trái dẫn về cái khía này ứng như cái này, và mình chọn thời gian nó sẽ chạy ha. Thì cái mức thấp thì tiêu thụ thì cái thời gian mình nấu nó sẽ lâu hơn ha. Mình giới thiệu cho gà le nó đóng ngắt chậm hơn đó, gà le của Thamer đóng ngắt chậm chậm hơn, để nhiều khi cô chú hiểu cái nguyên lý nó luôn đó. Thì cái mức mà trung bình thấp này là cái mức có cái bông tuyết này để cô chú xài về những cái đồ đông lạnh, gã đông muốn gã đông trong đông lạnh đó, thì cô chú nhắn về cái nước này và chọn thời gian. Thì thời gian này ứng với cái gã đông Defrost này á, là ứng với số ký và cái trọng lượng của nó gam. Thì thời gian gam bao nhiêu, giống như cái trọng lượng nó là 1 ký đi, thì cái thời gian có thể là nó lâu hơn. Nếu mà trọng lượng nó là ở khoảng chừng 100-200 g thì cái thời gian nó sẽ thấp hơn, nó thời gian nó gã đông sẽ nhanh hơn đó. Thì mình sẽ giới thiệu cho cô chú ha. Giống như giờ đang ở chế độ gã đông nè, cái món hàng của nó mình là 100 g thịt ti, thì mình sẽ chọn cái chế độ từ 1 phút trở lại ha. Tại vì sẽ gã đông nó sẽ thấp hơn, nó sẽ nhanh hơn là mình miếng thịt, nguyên miếng thịt 1 ký thì nó nhiều hơn đó. Mình đang quay trực tiếp cho cô chú coi ha. Đó, mình vô quay trực tiếp cho cô chú coi. Rồi, chức năng thứ hai không thể thiếu trong gia đình đó là cái chọn cái mức cao nhất để vi sóng nó nhanh, tức là mình hâm những cái tô cơm tô canh gì đó, thì thời gian phải chọn mức cao nhất thì thời gian nó sẽ nhanh hơn, khoảng 1-2 phút nó là chín rồi. Giống như mình đi làm về mình muốn hâm nóng đó, nó tiện lợi hơn, nó đỡ tiết kiệm điện với ga cho mình, thì mình hâm canh cơm nó sẽ lẹ hơn đó. Đây mình giới thiệu ha, cái nút này nút chỉnh thời gian đó. Chỉnh thời gian thì thời gian của nó từ số 0 cho đến số 35 phút, cô chú thấy ha. Trên cái bảng hiển thị timer của cái bo lò vi sóng cơ sáp này, thì qua cái lò vi sóng cơ này nó có thể sử dụng cho những lò Electrolux, Bana hoặc Sanyo sử dụng cơ, nó y gan vậy luôn, hướng dẫn sử dụng nó y gan vậy luôn đó. Mình làm video clip này chủ yếu là hướng dẫn cho cô chú coi ha. Thì chức năng thứ hai của nó là, lò này có ba chức năng. Chức năng thứ hai của nó là nướng, nướng một và nướng hai, nướng ba thì cô chú biết rồi. Thì nướng thì nó có nhiều chức năng, nướng nó gồm có nướng cơm bay, tức là nướng kết hợp giữa vi sóng và giữa vi sóng và mình điện trở nướng. Thì tại sao mình phải dùng là nướng cơm bay? Vì lý do nướng cơm bay á, là mình sử dụng vi sóng nó chín từ bên trong ra, và chế độ nướng của mình thì nó chín cái bề mặt, cho nên thức ăn nó sẽ ngon hơn. Thì nếu mình sử dụng nướng không thì chức năng nó chín bề mặt thôi, nó cho nên mình phải dùng chức năng nướng cơm bay. Thì nướng nướng một, nướng hai, nướng ba ứng với cái công suất của nó. Nướng ba là cao nhất thì mình chọn chức năng nướng một. Mình đây mũi tên về nướng một, cái mình dặn thời gian lên hết cô chú ha. Đó, thì cô chú thấy nó vừa vi sóng và nó vừa có nướng luôn, nó đèn nó cháy, cô chú thấy ha. Thì tiếp theo cái video tiếp theo nữa là mình sẽ chỉnh cái nướng hai này, thì cũng tương tự như nướng một, mình dĩnh thời gian lên nó sẽ chạy đó. Thì cái thứ hai ba nữa là nướng ba, nướng ba cơm bay kết hợp thì có công suất nó sẽ cao hơn, thì cô chú cũng chọn thời gian luôn đó. Thì tại sao mình nói vừa nướng vừa vi sóng đó, cái cô chú thấy không, bóng đèn nó cháy không, thì nó xài bằng hai cái điện trở, thanh điện trở nướng này ở bên trong hộc này nè ha, giờ kết hợp với vi sóng của cái đèn phát sóng này, nó kết hợp đây nó sẽ tạo ra đó. Cô chú nghe tiếng sôi của nó không đó, tiếng sôi lập cập trong đó không, tiếng đó nó lăn nướng đó. Rồi chế độ cuối cùng là chế độ thứ ba của nó, là chế độ nướng không, tức là mình nướng khô, nướng gì đó hoặc nướng bắp gì đó, mình sử dụng nướng không này thì nó chỉ nướng bề mặt thôi, nó không chín bên trong. Nếu mình nướng cá thì kết hợp vi sóng thì nó sẽ ngon hơn đó. Bây giờ mình chỉ chọn nè, chế độ nướng không thì nó không có vi sóng đó, cô chú thấy không, nướng nó bốc khói luôn á đó. Đó, chế độ riêu nè, nó đang chế độ riêu cuối cùng, chế độ nướng đó, riêu là nướng đó, cô chú thấy ha, để chữ nướng nè, đó, bốc khói ra đó. Đó, rồi thì lò vi sóng cơ là một cái lò vi sóng rất dễ sử dụng á. Thì một cái video tiếp theo mình khuyên cô chú ha, khi sử dụng xong, sử dụng không thì nhớ lau chùi lại,
đó. Ở đây mình đang test nè, test cho nước nó có vi sóng đó. Đó. Mình giờ mình test cái vi sóng cho cô chú, cái nước cho cô chú trước ha. Mình chọn cái mức cao nè, mình test đó. Khi nướng xong nó bốc khói, cô chú thấy ha. Chọn trong thời gian là khoảng chừng 1 phút, nhưng mà cái này nó sôi rất là lẹ do cái lượng nước mình ít đó cô chú ha. Thì cô chú nào nếu mà coi qua hướng dẫn sử dụng thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em ha, để kênh ngày càng phát triển và cái lượng subscribe nó đầy đủ ha. Thì kênh này kênh thứ hai của mình. Dạ. Rồi nó sôi rồi đó cô chú ha, mình quay clip nhỏ mình quay cho cô dễ sử dụng đó. Nó sôi nè cô chú thấy ha, khá là lẹ, tiết kiệm điện. Và khi sử dụng xong rồi mình hướng dẫn luôn cô chú lau cái lồng lò này cho sạch, đừng để thức ăn nó vào đó. Mình dùng nồi dẻ hay gì đó, nồi dẻ sạch đó, cô chú lau bên trong lấy nước sôi á, hâm nóng mình lau bên trong vậy nè. Sử dụng cái lò vi sóng cho nó tốt mà nó không có chết phát sóng đó. Để thức ăn nó đừng có văng vô mấy cái miếng này nè, cái miếng trắng sống này nè đó, sẵn mình tư vấn luôn, có gì hay miếng trắng sống này lau cho nó sạch luôn đó. Dầu mỡ bên trong phải lau lại cho kỹ ha, rút điện ra để cái lò về sử dụng bảo quản nó bền hơn và nó không bị hư đó cô chú ha. Đó. Rồi. Rồi cảm ơn cô chú đã quan tâm theo dõi, chào cô chú ha. Đó. Thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em.